Thầy, vậy là trong cái tỉnh thất của mình á, là hiện nay chỉ còn thiếu có mấy chậu bông thôi phải không thầy? Dạ, cái tủ ngủ à. Mấy cái gì nữa à? Dạ, tủ ngủ á, tủ ngủ để đựng đồ. Tủ để đựng đồ ha. Thưa công thần, xin kính chào quý cô bác và anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi chỗ ngã tư Vũng Tàu các bạn. Thì gần chỗ đây là gốc cây, ở đây có một cái miếu người ta xây dựng các bạn. Thì mình vô tình gặp một sư thầy đang ngồi ở đây, có lẽ là ngồi khất thực ở đây các bạn. Thì mình sẽ ghé ở đây trò chuyện với thầy xem sao các bạn. Kính mời quý vị các bạn theo dõi hết video này nhé. Dạ con chào thầy. Dạ thầy cho con xin phép cho con hỏi mình đi khất thực sao thầy? Đó. À mình đi khất thực mấy đèn xanh gì đó ha. Dạ cái cho thầy cho con hỏi cái tịnh thất của mình hiện nay ở đâu thầy? Dạ ở chỗ dốc 47 chùa Duy Lạc. Dốc 47 chùa An Lạc. Chùa Duy Lạc. Chùa Duy Lạc. Dạ. À dốc 47 là thuộc thành phố Biên Hòa phải không thầy? Dạ. Dạ. Mình ngoài cái tịnh thất này mình còn cái một cái tịnh thất nào nữa không thầy? Có phụ cái miếu ở đây nè, miếu Quan Âm. Miếu Quan Âm đây ha. Dạ. Đây là cái miếu này ha. Dạ. Là thầy thường xuyên ghé đây luôn hả? Dạ. Dạ. Bởi vì hôm nay con vô tường tình trên đi đường đi làm về thì con cũng ghé đây. Dạ. Thì con thấy thầy ngồi khất thực ở đây thì con cũng ghé đây trò chuyện với thầy. Dạ. Mình đi khất thực là đi từ khi nào vậy thầy? Dạ đi từ khoảng 6 giờ đến 8 giờ sáng. 6 giờ đến 8 giờ có 2 tiếng ha. Mình bao nhiêu ngày mình đi một lần vậy thầy? Dạ cũng rằm với mùng 1 rồi 30. Rằm mùng 1 30 vậy tháng mình đi 3 4 buổi ha. Dạ. Dạ. Mình đi khất thực là mình đi mấy người thầy? Dạ một người. Một mình thầy ha. Dạ. Mình thế hiện nay mình đang sinh sống tại ngôi tịnh thất nào vậy thầy? Ở dốc 47 chùa Duy Lạc á. Dốc 47 là mình hiện nay đang gọi là đang tu tại dạ bên hông đó. Bên hông chùa. Bên hông chùa. Dạ. Vậy là mình tu trong bên trong chùa hay là bên ngoài ạ? Bên ngoài. Bên ngoài ha. Dạ. Mình tu này tu theo có à, theo có theo tinh độ. Dạ. Thầy cho con hỏi hiện nay là mình làm cái chức vụ gì ạ? Dạ cũng về coi chùa ở Vĩnh Long á, ở Vĩnh Liêm Vĩnh Long, chùa Phú Long Tự ở Vĩnh Liêm Vĩnh Long. Dạ. Như phụ với ông thầy kia coi chùa. Mình vậy cho con xin phép hỏi lại con hỏi lại thầy xíu. Mình đã được có nhà nước Hội Giáo Phật Giáo Việt Nam á. Mình đã có cái chứng chỉ gì để mình à tùy theo thọ giới tùy theo 2009 ở tổ ở chùa Long Thiền, tổ đình Long Thiền ở thành phố Biên Hòa, thọ giới tùy theo là 2009. Dạ. Mình vậy là mình hiện nay mình chưa được cấp giấy chứng nhận để chủ trì một ngôi chùa ha. Dạ, cũng đang làm. Đang làm nhưng chưa xong ha. Dạ dạ. À, con cũng cảm ơn thầy nhiều bởi vì con cũng vô tình đi ngang đây thì con thấy thầy như vậy con ghé trò chuyện với thầy. Dạ. Vậy cái ngôi tịnh thất của mình hiện nay có thiếu thốn gì không thầy? Thiếu vài chậu bông. Thiếu vài chậu bông à? Dạ. Chậu bông ấy khoảng bao nhiêu tiền thầy? Khoảng tiền 1-200 ngàn. Một vài trăm ngàn đấy ha. Dạ. À, tưởng nhiều. Một vài trăm ngàn thì con cũng chưa cần phải kêu gọi mạnh thường quân, có thể con vẫn có thể hỗ trợ được, con có thể con cúng dường được. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái ngôi tịnh thất đó thì hiện nay con cũng nghe thầy nói vậy nhưng mà con cũng chưa biết nó ở vị trí nào luôn thầy. Dạ cái chùa Duy Lạc dốc 47 thì mé bên bên hông chùa có cái đường vô đó rồi nó nằm mé bên tay mặt. Mé tay mặt hả? Từ đây về đấy khoảng bao nhiêu cây thầy? Dạ 10 cây. 10 cây thôi ha. À, thầy cứ đi khất thực khi nào lúc nào rảnh có thể con đi theo chân thầy về. Dạ, để con thăm cái tịnh thất mình được không thầy? Dạ được. Nhá. Dạ. Dạ. À, kính thưa cô bác anh chị, kính thưa quý vị các bạn thì thầy cho con xin phép con hỏi thầy cái chức danh mình là gì vậy thầy? Thầy cũng đang phụ ở chùa thì cũng thọ giới là đại đức rồi, theo đại đức. Dạ. Thế còn tên thường gọi của mình là thầy là tên gì vậy thầy? Tên đời là Đỗ Thành Hiệp. Đỗ Thành Hiệp. Dạ. Dạ. Thầy còn, pháp danh là Thích Đạt Ma Quang Nghiêm. Thích Đạt Ma Quang Nghiêm là pháp. Dạ. là pháp ma ha. À, thầy vậy là mình tu tại cái ngôi tịnh thất đó thì được bao nhiêu năm rồi thầy?
cũng mới về đó hơn khoảng 2 tháng. Mới được 2 tháng à? Vậy là trước mình tu tại cái ngôi tịnh thất nào, ngôi chùa nào vậy thầy? Có tu hồi trước xuất gia ở Thường Chiếu. Rồi sau này khoảng năm 12 thì đi ra ngoài ở chùa Từ Quang, Linh Sư Công Đức. Rồi sau đó thì ở chùa Phước Tân ở phía thành phố Biên Hòa. Rồi cái tỉnh Thất Quan Âm. Dạ. Thất Quan Âm ở thành phố Biên Hòa đó, Tân Cang. Mình vậy là mình tu bắt đầu mình đi tu từ thời điểm nào vậy thầy? Dạ 2004. 2004 là mình tu rồi ha. Dạ. Vậy là mình đi tu được 16 năm rồi ha. Dạ. Dạ. Thầy vậy là trong cái tịnh thất của mình á là hiện nay chỉ còn thiếu có mấy chậu bông thôi phải không thầy? Dạ. Dạ. Cái tủ ngủ à. Mấy cái gì nữa? Dạ tủ ngủ để đựng đồ. Tủ để đựng đồ ha. Dạ. Mình trong cái tịnh thất của mình có lớn không thầy? Dạ nhỏ 4 thước vuông. Vuông có 4 thước thôi ha, nhỏ xíu vậy ha. Dạ. Dạ, vậy thì nó cũng đơn giản thôi. Dạ. Dạ. Vậy 4 thước vuông thì mình cả ăn ngủ nghỉ sinh hoạt ở đấy hay sao thầy? Dạ. Vậy có đủ không thầy? Dạ đủ. Đủ luôn hả? Dạ. À, con cũng cảm ơn thầy nhiều. Thì con khi nào rảnh con cũng đi theo chân thầy. Dạ. Để về cái tịnh thất mình xem cái tịnh thất mình như thế nào thì con có thể là hỗ trợ được thầy cái gì thì hỗ trợ, mà không thì con kêu gọi mọi người có thể hỗ trợ thầy. Dạ. Dạ. Mời thầy đi khất thực đi ạ. Dạ, thầy cứ đi ha. Dạ. Dạ. Dạ, theo như mình được biết thì đây thầy này cũng không thực sự phải là thầy tu thực sự. Đây là cái xe của thầy chùa các bạn. Kính chào cô quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đi trên đường thì vô tình gặp ông thầy chùa này. Thì mình cũng chưa biết là như thế nào các bạn. Nhưng mà theo chia sẻ của thầy thì thầy nói là hiện nay thầy còn thiếu có mấy cái bông sen nữa các bạn. Cái chậu bông sen đấy thì theo thầy nói là chỉ có hết 100-200 ngàn thôi. Mà mình cũng không biết là thầy nói là thầy tu tại bên ngoài của cái tịnh thất ở Biên Hòa các bạn. Nhưng mà cái tịnh thất của thầy nói là có 4 mét vuông này, cả ăn ngủ nghỉ luôn này, mình cũng chưa tìm hiểu được sự việc nhé các bạn. Thì mình cũng chưa biết là đầu đuôi câu chuyện thế nào. Thì có thể là cái câu chuyện mình cũng sẽ tìm hiểu như thế nào các bạn. Bởi vì cái câu chuyện là thầy nói là một tháng thầy đi khất thực 3-4 buổi này. Mà hiện nay cũng thầy cũng đang đứng bên cái đường khất thực đấy các bạn. Đó. Dạ kính thưa quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đã theo chân ông thầy chùa và ông thầy chùa đã thay đồ các bạn. Đã đi từ bên kia đường, bên ngã tư bên kia đường, bên cái miếu bên kia mà đi qua đèn xanh đèn đỏ bên này, hướng quốc lộ 51 Vũng Tàu đi về Biên Hòa các bạn. Thì mình đang đứng đằng sau ông thầy chùa để mình quan sát xem ông thầy chùa này khất thực như thế nào các bạn. Kính mời quý vị các bạn hãy theo dõi những cái video tiếp theo nhé. Và có lẽ video mình cũng xin kết thúc tại đây. Mình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.